Hello và xin chào 500 anh em quay trở lại Phong Thái Vệ Sinh nhá. Trời sáng này các bác ạ. Các bác nhìn màu xưa của em này. Đấy, ôi nước. Mỗi lần em lấy ra thì em đều phải đậy cái túi bóng này xuống các bạn. Nhưng mình không mà đậy cái túi bóng xuống ấy, nó không kín ấy, thành là bị ở bên trên, cái lớp bên trên nó sẽ mốc, nó hỏng mất cái lớp bên trên lại và gợt đi. Đấy, nào em làm xong thì em cũng lại cho nó cái bóng xuống dưới. Đấy, phần nước nó nhão rồi. Thế thì như vậy nó không bao giờ nó hỏng được các bác ạ. Còn đâu mà cái phần nước ở trên này mà nó mà bay đi mất ấy, nó khô mất ấy, thì là cái phần nước trên nó hỏng ngay. Và anh em nào mà kiểu như là mình là mồi của mình mà nó chua quá, các bác bóp thêm cái cắm viên hoặc là cắm gà vào cho nó bớt chua, đánh cho dịu nó ok nhá. Kiểu ủ lâu nó chua mà. Đây em ủ này rồi mấy tháng các bác. Trước từ một thùng này to cơ. Đấy cứ lấy lần. Đấy đậy lần bên trên nó không có con sâu con bọ các bác này. Đấy. Nhưng mà nó ở cái lớp bên trên em lấy về sau kiểu nó bám mà nó còn một ít nó bám vào thành, thành ra nó có những con sâu bám trên. Nhưng mà chất nợ bên dưới này nó không ảnh hưởng. Đây, bóp lên một túi to này đi anh em ạ. Làm bám một túi to luôn. Nó nóng lắm các bạn, là nó em khi em bóp cái phụ da nó lên men anh em này. Giờ nó nóng ở bên trong. Đấy mặc dù là lúc đầu nhé, nó không hề nóng luôn. Đấy, bóp ra bóp lên kia thì nó nóng sực này. Nó lên men rất là mạnh nhé. Yeah. Mùa này nó mới sớm sớm tí nữa nắng thôi mà nó nóng kinh thật anh em ạ. Đây. Mình làm luôn mấy chai nước lạnh đi uống anh em này. Nó không chịu được, trời nóng quá. Mới buổi sáng sớm mà nó nóng kinh khủng luôn đấy. Thời tiết oi bức khó chịu quá. Ủa, toát hết mồ hôi. Mùa này mà anh em đi không có ô chắc không thể chịu được. Em còn ở chưa rồi. Để trong thêm cái gì đấy là bẹp mất cổ phao quá này. Em dẻo này. Em để ở trong cái ba lô nó đi cái gì đấy là dập mất cổ phao này. Đáng thế nhỉ. Mà kệ cứ đánh đi. Dập cũng đánh. Là nó ở bên dưới thì nó không ảnh hưởng gì lắm. Đến công việc quay video của anh em ạ. Để chất lượng nó ở bên làm bên dưới. Ở đây là cái nó yên tĩnh, nó không có tiếng ồn gì cả, yên tĩnh và thoải mái. Đi câu cứ phải là yên tĩnh và thoải mái các bạn thì nó mới sướng. Cuộc sống đơn câu nó chỉ có thế. Trục này nó hơi to đấy các bạn, này khả năng mà thay một cái câu lốt đi. Ở lốt hôm nay về thay hơi tờ. Mới ở đây nó có sâu. Này đánh đầu cần. Đánh đầu cần nó là sướng anh em ạ. Đánh sao bò mệt lắm. Nước này cũng là thoải mái đấy. Đấy, tâm này nó ok các bác. Đấy, phật là nó ok này. Nhiều anh em cứ bảo sao là bác không đánh sao bờ đi, đánh đầu cần làm gì. Thực ra anh em bây giờ nếu mà em đánh sao bờ thì các bác bảo cho thuyền đâu mà chào ra ngoài kia bây giờ. Đánh nó mệt lắm, nó vất vả lắm. Nhưng đánh đầu cần sướng nhất đấy. Sao đánh đầu cần nó là sướng nhất đấy các bác ạ. Là mấy ổ, ba cục bình thường em đi em sẽ đánh số 3 các bạn, ba cục to to là ok. Ba cục là ok. Xuống môi
Con này cổ các bác ạ. Đó, tầm này ok đấy. Một cảnh này mát mẻ quá các bác ạ. Gió to, bù vù vù luôn. Cảnh đẹp nãy mà vã con cá to to lên thì tuyệt vời nhỉ. Ủa tăm tăm anh em ơi, tăm nó sùi sùi ở phao ngoài kia anh em kìa. Có con đang cày. Úi dồi, cá to anh em ạ. Để phát đóng này, bong bong anh em ơi, giật phát. Tí chưa các bác này. Trời trời, chó to đấy. Này anh em nhìn này. Này, con này khá. Đấy các bác nhìn này, con này khả năng to anh em ơi. Đóng phát này, đóng thùng 27 luôn. Đóng thùng 27 mà nó là tựa tao được. Số hên đấy. 27 luôn các bạn. Cứ tưởng quả ấy phần ngay đấy. Nó đẻ phát đẹp phết luôn. Giật tương đối nhanh tay thế mà. Ủa. Còn này chắc là nó đóng vào đuôi hoặc vào lưng nó mới ấy. Chứ còn nếu vào mặt vào bụng này con đấy gọi lấy chỉ có song xác. Tiểu vớ vẩn đấy nhỉ. Đây rồi. Đấy, à, rô đẹp. Đóng mồm anh em. Được con đầu tiên đẹp đấy. Ngon. Con rô đầu tiên ngon anh em ạ, đóng thẳng mồm luôn. Mày chạy như cụ ăn. Con này gầy thật. Con đầu tiên cho vào túi các bạn ạ. Gầy. Vào đây. Cho nó vào túi. Những cái phát dập thì lại không chết các bạn. Cái phát nó dập thì không chết. Này hơi tì tì cái làm dập luôn thì lại ăn. Bọn rô phi con này nó khôn,
cắn rất là vô vẩn. Lạch à? Ủa, nó lạch tận đây rồi. Gió to quá. Đây rồi, ấy giờ. Ôi giời, đồ phi. Để phải tung xác anh em ạ. Ôi giời. Đồ phi anh em ạ, giật phát tung xác bay này. Con này hơi nhỏ các bác nhé. Đóng rồi, toạc cả mồm. Nhỏ nhưng mà ngon đấy anh em này. Gầy nha. Đồ phi tự nhiên nó rất là gầy. Đây. Đó. Chú vào. Ok. Chuẩn chuẩn lỗ đó. Đẩy rồi. Ui giời, con này to. Ui, con gì vậy? Chép anh. Đẩy rồi. Ui giời, con này to. Ui, con gì vậy? Chép anh em ơi. Ui giời. Trời ơi, con này đóng vào mồm anh em ạ. Ui trời ơi, con chép to quá, đóng mồm nó rách thịt anh em ạ. Phí thế nhỉ. Con chấp được, còn đấy con chấp được, ngon thế mà nó đóng được mũi tí vào cái mồm, phí quá các bác ạ. Wow, tiếc thế trời. Trời ơi, tiếc quá anh em ạ. À, nó đóng mũi lưỡi, em nhìn nó đóng mũi lưỡi, đóng vào mồm, dãy ra toạc nên là rách mồm đấy, phí thế. Tiếc thật các bác ạ, con đấy to luôn đấy, con đấy nó này, chắc là nó bằng tầm này. Đây, con đấy bằng tầm này ạ. Người thon dài luôn, chấp được. Nền con đấy có phải tươi không? Đèn thật. Phí thế nhỉ. Con đấy kể ra mà em giật nó cũng hơi sớm anh em ạ. Quả đấy này em giật nó hơi sớm, thành ra là nó mới đóng một tí vào mồm. Nhưng con đấy mà chậm khoảng 1-2 giây nữa nó đi vào ngang người ấy, cái phần dưới bụng của nó thì có ăn chặt luôn, đóng mỗi tí vào cái mồm của nó. Nhưng mà được cái cảm giác anh em ạ, phê đấy, sướng quá. Đấy, cái cảm giác chưa được hạt nó còn chưa tan hết nhưng mềm hết rồi. Kể ra mà nên được con đấy thì ngon quá, đẹp thế mà. Nó đào quả tương đối đẹp, có bao nhiêu con nhìn tí em zoom phao nó xem, quả đào quá đẹp luôn đấy. Không nháy con đấy, quả nó không nháy mà đè luôn. Hơi tiếc các bác ạ, chưa lắng ngay mà. Đây là con chép phí quá. Lại. Phí quá anh em ạ. Con đấy to ấy.
Đây rồi. Mày chạy đâu? Úi, hai con. Ừ, được hai con này rồi. Đúng rồi, con anh em ạ. Vào đây, vào đây. Con đẹp đấy. Hàng đẹp đấy anh em này, được hai con nó rướm một con. Mày mày dẫy này. Được được. Rồi. Các bác thấy nó đẻ có vớ vẩn không? Cái cá nó đẻ rất nhẹ mà hai con nó cùng ăn nó đẻ rất là nhẹ. Đồ phi ngon thì quá nhỉ. Thịt trắng nhá. Vào đây. Về máy đội của anh. Máy đội của anh. Cảm giác nó đánh lục nó sướng hết nên nó chỉ hơi tăm tăm bát giật nó ăn ngay. Khó mà thoát được. Như pha đấy mà câu đài chắc là nó tỉa thôi rồi. Câu đài nó khó nhai. Chỉ muốn hút luôn vào chỗ này nhỉ. Chuẩn nổ ra chỗ đấy này. Có vẻ họ đặt hơi lạch hơi cao. Đây. Chuẩn ra. Ok. Đây đó, rục phi. Phi đẹp đấy. Trời. Đồ rục phi đẹp anh em ạ. Chỗ nó dậy. À, trắng đẹp chưa các bác này. Đừng. Xịn đó. À, có nhìn chưa? Về chưa? Nắng quá. Vào đây. Này. Nháy à. Nháy chỉ có chết thôi. Cá phi ở đây ngon lắm anh ạ. Nước nó sạch. Ngon và sạch. Tôi ngồi giờ nó ngược nắng này ra nhìn hơi chói mắt. Để móc phao đấy. Cái linh dài trên đời mắt. À, okay. Được rồi. Đó, rục phi. Rục phi các bác ạ. Nắng chói chang mặt mũi. Bây giờ toàn rục phi vào này. Sáng rồi còn chép phải rơi mất. Ủa chứ cái túi đâu vậy? Cái túi cá rơi đi các bác ạ. Có cái túi đựng cá rơi đâu các bác. Rơi chìm ở đây à. Chết dở. Được thêm con nữa. Ai à, mày sợ em. Wow, tí về thịt hết. Trời, nắng quá, nắng ngược, chói hết mắt. Nắng ngược chói hết cả mắt mũi các bạn.
đầy rồi. Úi xài, hai con. Đẹp. Đóng được quả đẹp đấy anh em ạ. Hai chú. Ngon luôn. Chú ngon luôn anh em ạ. Ôi xời, anh em nhìn hai chú ngon chưa? Đóng vêu hết cả mồm miệng. Tội chúng mày ăn mồi của anh. Đấy, đẹp nè. Đấy, nét anh em xem này. Bây giờ em không nhìn vào cái màn hình máy quay, không nhìn được cái bao, nó tối đen xỉ luôn. Mắt nhìn nó phao ra, nó chói quá mà. Ôi giời, cắm chéo hết bằng kia anh em ạ. Cho này ạ, hai con đẹp đấy. Đóng được hai con cũng sướng rồi. Đừng dãy nữa. Càng dãy các chú lại càng thấy đau đấy. Nào đi. Đẹp đấy anh em ạ. Hai nhanh hơn một. Bây giờ khả năng em thu đồ về anh em ạ, nắng lắm nhở, nắng chói mắt, không nhìn thấy quái gì các bạn. Bây giờ nhìn ra ngoài xong rồi bắt đầu nhìn vào đây nó đen xì luôn ấy. Nó ngược nắng chói thật, các bạn nhìn này. Okay. Bây giờ nhìn phao là đen thui luôn. Thế mà camera này không biết là nó quay có lên màu không, chứ mắt em nhìn cái phao nó đen thui luôn đấy. Hóa hết cả mắt mũi các bạn. Khả năng thu đồ về, nóng, không chịu được. Đây, lại cho anh em xem thành quả này. Hôm nay kể ra thì được con cá chép nữa thì ngon, còn đấy nó bùng mất. Còn đấy to luôn anh em ạ. Giật nó đây gái nó quẫy này, mất. Tiếc quá. Này được mớ rô phi này. Nói chung là vợ chồng em nay có cái đống rô phi này về rán thì là cũng là hợp lý rồi. À cũng được bữa anh em ạ. Hôm nay mà được con chép lên nữa thì video hôm nay là quá đẹp luôn. Này anh em này, cái này vợ chồng em được bữa rán. Thôi, cũng này cũng ok anh em ạ, để quay về đây các bác nhìn cho nó rõ. Nhìn cái kia nó không nhìn thấy gì. Đấy anh em nhìn ạ, ánh sáng đầy đủ nhìn nó đẹp hẳn nha. 2, 4, 6, 7 con. Mấy này mới bị bung một con chép này, mấy con rô phi to thì bay bở rơi mất. Không sao, được bữa rồi các bác ạ. Câu thiên nhiên ấy chỉ thế này thôi. Cá rất là gầy các bác nhá, mà ăn thịt nó dai lắm, cá này ăn thịt dai mà chắc luôn. Em để tạm đi, em thu ô giấc về đó. Tạm đây. Để thôi.